Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn nắm rõ được về tiền tài, gia đạo, sức khỏe và công danh sự nghiệp trong tháng 5. Khi biết trước được thiên cơ, bạn có thể sẽ lên cho mình những kế hoạch, hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị và các bạn luận giải về lá số tử vi của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Giúp cho quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ Kỷ Tỵ luôn có được tài lộc, may mắn và bình an. Sau đây mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải về tử vi của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 5 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp, bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã lịch sự và khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt. Những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nhìn chung là ổn định. Trong tháng này, bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý. Có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ quan hệ, chớ nên ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng 5 âm lịch. Thậm chí có thời điểm chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình đã làm được. Đặc biệt, quý nhân vận khá vượng giúp bạn có thể làm đâu thắng đó. Dù khó thì cũng có người nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình. Và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc diễn ra rất hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích như ý. Có người còn có cơ hội để thay đổi công việc, tìm ra cho mình việc làm phù hợp. Nhìn chung, thời điểm này thích hợp để mưu sự cầu danh, vận trình thông thuận, không có gì đáng lo ngại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi cho thấy gia chủ cơ hội tốt về tài lộc trong tháng, lợi nhuận kinh doanh tăng lên, dễ được quý nhân giúp đỡ, đầu tư bất động sản có cơ may thu được lợi nhuận hơn người hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ kiếm lời. Tuy nhiên, thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì gia chủ cũng phải thận trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn. Vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho những việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn đang duy trì khá tốt, lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện rất rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thân thể để tăng cường sức đề kháng. Một số nữ mạng Kỷ Tỵ có ý định sinh con năm nay nên có kế hoạch và lộ trình tập luyện cũng như là chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc luôn khỏe mạnh suốt thai kỳ, sớm mẹ tròn con vuông. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này nhân duyên của tuổi Kỷ Tỵ vượng sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ, quen biết nhiều người bạn mới, vừa thân thiết trong cuộc sống lại vừa hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp, tài chính. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có sự đột phá rõ ràng. Có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt cho lắm cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối phương hơn. Ngoài ra, con giáp này nên nghiêm cẩn giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối, kẻo sa chân vào lưới tình tay ba phức tạp, khiến hạnh phúc đổ vỡ. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phố Long Tương Chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này. Và thưa quý vị, qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có những hướng đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.